Và đây là con càng đổ nát của gia đình tôi sau một cuộc hỗn chiến của ba con béo con. Đây, thủ phạm đây. Và đấy, úi giời, ngày nào cũng như ngày nào. Thật là kinh hãi. Mọi người hay hỏi là nuôi mèo có nhàn không? Nhàn nuôi là nhàn, rất nhàn. Đây là chiến trường ác liệt và bọn này nó nghịch rất là kinh khủng luôn. Đây, đây. Mà ba con cùng nghịch nha, chứ không phải là riêng mình một con đâu. Đây. Úi trời, úi trời. Hỗn độn, mọi thứ đều hỗn độn. Đấy. Không ai chịu nhường ai. Rất nhanh và rất nguy hiểm. Này đi chơi phết lên Furious à? Ừ đấy. Cuộc chiến sinh tử luôn. Đây, cuộc chiến sinh tử tại BCK số. Nào. Chưa. Thế con này nó ra là đến con kia. Đấy. Đấy sời. Ôi sời. Tiếp. Sời. Ui giời ơi. Nào. Các bạn đã thấy vui chưa?